với hệ thống Audio Now chỉ cần bấm số 1-712-832-7123. Quý thính giả có thể nghe Đài Lời Sông Núi qua điện thoại bất cứ lúc nào với giá của một cuộc gọi thông thường. Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên điều hợp. Vâng, xin nhường lời cho anh Hải Nguyên. Cảm ơn anh Hải Sơn. Thưa quý thính giả, trong chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta tuần này, chúng tôi xin được bàn thảo về chủ đề Trách Nhiệm Của Giới Cầm Bút Đối Với Quốc Gia Dân Tộc phần 2 với khách mời là nhà văn Trần Phong Vũ. Nhà văn Trần Phong Vũ là tác giả gần 20 tác phẩm văn chương và phê bình văn học xuất bản từ những năm 1950 đến nay. Trong số này, tập Trường Ca Mùa Hợp Tấu được trao giải nhất của Văn Hóa Vụ, Bộ Thông tin Việt Nam Cộng Hòa năm 1956. Ông cũng đã từng làm tổng thư ký nhiều tờ báo ở miền Nam trước năm 1975 và hiện đang phụ trách một số chương trình văn học nghệ thuật của các cơ quan truyền thông báo chí Việt ngữ hải ngoại. Vâng, thưa ông, khi nói đến sự phản kháng của giới cầm bút đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, người ta thường hay nói đến phong trào trăm hoa đua nở trong những năm 1950 tại miền Bắc. Theo ông nhận định như thế nào về phong trào này? Thật ra thì cái phong trào này ở Việt Nam hồi đó là một cái phong trào mà trước hết là do nhà nước được khởi xướng bắt chước cái gọi là bách hoa về phóng ở bên Trung Quốc ngày xưa. Vào cái thời đó, Mao Trạch Đông đã phát động cái đó. Nhưng mà phát động đó cũng là một cách để mà thỏa mãn cái ý thức muốn được cởi mở trong cái vấn đề sáng tạo của giới cầm bút. Nhưng mà người ta còn đồn là đây là cái lời đồn mà sau này ở Việt Nam thì nó có phần đúng. Người ta cho rằng là Mao Trạch Đông để đưa ra cái đó không hoàn là đã có ý muốn giải phóng cho giới cầm bút. Mà thật sự ra đây là một cách để phát hiện ra những cái tư tưởng lệch lạc, những cái lệch lạc người nên để trong một kép, nghĩa là họ gán ghép cho những cái giới cầm bút lúc bây giờ đã có cái tư tưởng chống đảng, muốn đưa ra những bài văn để mà kích động quần chúng thế này thế khác. Thì sau này thì chúng ta được biết là Việt Nam đã bắt chước cái phong trào đó, đưa ra một cái phong trào trăm hoa đua nở. Và từ cái trăm hoa đua nở đó thì cái thời đó vào thập niên 50 đó thì người cầm bút ở trong nước cũng đã lợi dụng cơ hội, người đã có những cái tập san như là giai phẩm Mùa Xuân rồi giai phẩm Chẳng Những Người Chưa Bị thì chuyện đã được đọc và từng thấy rồi. Và chúng ta được nhớ khi còn ở miền Nam trước năm 1975 đó, vào cái giai đoạn mà Việt Nam có cái phong trào trăm hoa đua nở đó thì cụ Hoàng Văn Chí đã viết một cái cuốn trăm hoa đua nở trên đất nước, và từ đó đã tập trung vào một số những cái tác giả nổi tiếng của cái nhân văn giai phẩm. Tôi nhớ trong đó có đề cập tới những cái khuôn mặt như là Phùng Quán, như là Trần Dần, như là Lê Đạt. Rồi thì có cả một số những nhân vật vào cái phái cũ ngày xưa như là cụ Phan Khôi chẳng hạn. Thế thì trong đó là tập hợp một số những cái bài viết cũng như những bài thơ rất có giá trị mà sau này thường được nhiều người nhắc nhở tới như là một cái gương mẫu của những cái sự cuột khởi của giới văn nghệ sĩ, giới cầm bút ở miền Bắc lúc bây giờ. Và cũng đã tạo nên được một cái cao trào cho những văn nghệ sĩ ở trong Nam lúc bây giờ hướng vào cái khuy hướng gọi là vị nhân sinh trong văn học. Đấy là một vài điều chúng tôi chỉ xin được tóm tắt như vậy thôi. Trong những năm cuối thập niên 1980, khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng chính sách gọi là đổi mới, thì giới văn nghệ sĩ cũng đã bung ra và có người gọi đây là cao trào văn nghệ phản kháng, và cho rằng nó còn mạnh mẽ, quyết liệt hơn phong trào trăm hoa đua nở trước kia. Theo ông thì có đúng như vậy không ạ? Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cũng phải đi vào cái nguồn gốc một chút, mặc dù là thời hạn rất là hạn hẹp, nhưng mà tôi cũng xin thưa ngay rằng là cái Việt Nam thời đó đổi mới là một sự kiện chẳng đặng đừng mà thôi. Trước hết là phát khởi từ một cái khó khăn từ bên chính Liên Xô lúc bây giờ đang gặp rất nhiều những cái khó khăn, những áp lực từ phía quần chúng cũng như là giới văn nghệ sĩ, họ không có chấp nhận cái lề lối gọi là hướng dẫn văn nghệ của Đảng, và vì vậy cho nên ở Việt Nam cũng vậy. Rồi đặc biệt lúc bây giờ Việt Nam lại đang ở cái thế kẹt đủ đường, cho nên muốn mở ra cái thế giới, và muốn mở ra thế giới thì phải muốn có một cái gì để làm quà với thế giới, mà không có một cái cách gì tốt hơn là họ dùng văn nghệ sĩ như là cái tiếng nói biểu tượng.
Bởi vì vậy cho nên họ gọi là cởi mở, nhưng mà thật sự ra nói rằng là nó mạnh mẽ hơn cái phong trào nhân văn giai phẩm là chỉ là một cách nói thôi. Chứ theo tôi thì lúc bây giờ cũng chỉ là bật lên được một số những cái tiếng nói. Tuy vậy nhưng mà nó cũng có thể đóng góp được một phần nào. Ví dụ như là Trần Mạnh Hào đã có những cái tác phẩm đưa ra rồi, thì có những cái khuôn mặt khác, kể cả Dương Thu Hương đã có những cái tác phẩm như là Thiên Đường Mù chẳng hạn, thì phải nói nó cũng nói lên được một chút nào đó. Nhưng mà về một mặt khác ấy, thì nó lại cho nhà nước họ biết thêm được những cái góc cạnh mà giống như là cái dữ liệu của Mao Trạch Đông ngày xưa, và từ đó khi họ siết lại một cách rất chặt chẽ, coi như họ mở trói một thời kỳ rồi họ lại đại trói lại, thì tôi thường nghĩ rằng là cái phát khởi khoảng giữa thập niên 80 đó nó cũng có bùng lên được một thời gian, nhưng mà nói rằng nó mạnh mẽ thì nó cũng chẳng lấy gì là mạnh mẽ ra. Vâng, từ đó đến nay đã hơn một phần tư thế kỷ và đã diễn ra bao biến chuyển trong tình hình Việt Nam. Ông nhận định như thế nào về giới cầm bút trong nước trong giai đoạn hiện tại thưa ông? Nhưng thật ra thì giới văn nghệ trong nước thì đầu tiên chúng ta phải nói ngay là họ bị trói buộc rất là nhiều, hơn một chút thôi thì lập tức là bị cái ống chiếu, cái ống nhắm của nhà nước nó nhắm tới, và ống nhắm ở đây là an ninh, là cảnh sát. Vì vậy cho nên cái chuyện bắt bớ lúc nào có thể xảy ra đối với họ. Chúng ta không cần phải đọc gì nhiều, chỉ cần đọc những cái gì mà Bùi Ngọc Tấn đã viết trong cái tác phẩm của ông thì chúng ta thấy ngay rồi, kể cả cái tác phẩm như là tác phẩm Chuyện Kể Mai Ngàn, một tác phẩm rất là sâu sắc mà chúng ta được biết ở vào năm 2000 đó. Thì ban đầu thì cái con mắt kiểm duyệt của nhà nước đã cho qua, sở dĩ cho qua được thật sự ra thì Bùi Ngọc Tấn cũng đã phải nghe bạn bè để mà sửa đi một số những cái tư tưởng quá sắc có thể đụng tới nhà nước. Nhưng mà có cái điều sau khi vừa bị in ra một cái thì lập tức là bị tục tịch thu, bị nghiền thành bột hết, thành ra cái cuốn đó cuối cùng cũng chỉ ở trong nước, cũng chỉ về sau nên người ta chỉ phát hành chui thôi. Nhưng mà thật sự ra thì vẫn không được phổ biến một cách công khai. May mắn là còn có cái hậu phương là hải ngoại này. Thành ra riêng cái tác phẩm Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn đó, thì ở ngoài này tôi được biết rằng là ít nhất cũng có 10 ấn bản khác nhau. Và như vậy chúng ta có thể đoán chắc là ít nhất cũng phải 10.000 trên 10.000 cái cuốn sách Chuyện Kể Năm 2000 đã được in ra, và có thể cũng có những người đã khéo léo để mà truyền về trong nước. Đặc biệt khi mà cái Internet nó đã tiến tới một cái mức cao rồi đó, thì có nhiều người người ta đưa cái ấn bản đó lên trên net để chuyển về Việt Nam. Thành ra nói chung đó thì giới văn nghệ nước mà Bùi Ngọc Tấn là một trong những cái khuôn mặt tiêu biểu. Riêng với Tủ Sách Tiếng Quê Hương mà tôi với lại nhà văn Nguyên Thao đã chủ trương lâu nay, mà chúng tôi đã có được trên 70 tác phẩm đó, trong đó chúng tôi cũng in khoảng được trên 20 tác phẩm của các tác giả trong nước. Ngay một mình Bùi Ngọc Tấn là chúng tôi in cho anh được tới 4 tác phẩm, là Chuyện Kể Năm 2000, Hậu Chuyện Kể Năm 2000, thế rồi cả tác phẩm mà Vũ Trụ Không Cùng, rồi viết về bè bạn của anh, một số những cái tác phẩm tiêu biểu như vậy. Ngoài ra tôi phải nhấn mạnh một bộ nữa, cái bộ sách này tới 2 cuốn dày, tổng cộng là trên 1.000 trang của nhà văn Vũ Biện Điền, viết tác phẩm gọi là Phiên Bản Tình Yêu, một tác phẩm cho đánh giá rất cao mà tôi đã viết tựa cho tác phẩm này. Thì tôi đưa ra một số những cái tác phẩm như vậy để quý khán giả thấy rằng là trong ở trong nước đó, những tác giả mà muốn viết thật, nghĩa là họ nói thẳng cái suy nghĩ của họ đối với chế độ đó, không có thiếu. Thì đấy là một cái điều mà tôi xin được tóm tắt như vậy. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả đón theo dõi tiếp phần 3, cũng là phần cuối vào tuần sau. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.